chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Ngày hôm nay kênh Mua Bán Xe Cũ sẽ gửi tới quý vị và các bạn những mẫu xe hiện đang bày bán tại Ô Tô Hòa Bình, địa chỉ 112 Lê Văn Lương. Và ngày đầu tiên đây mình sẽ gửi tới đó là chiếc Hyundai Santa Fe, xe sản xuất 2019, có màu trắng, xe là bản máy dầu 2 cầu, trang bị rất nhiều tính năng như là cảnh báo mù trên gương, vô lăng tích hợp với điều chỉnh chức năng cùng rất nhiều các tính năng khác như auto hold, phanh tay điện tử. Xe còn rất đẹp ạ, siêu lướt ạ. Giá chiếc xe giao khoảng hơn 1 tỷ, có thương lượng trực tiếp cho các bác liên hệ trực tiếp. Xe đi hơn 11.000 km, bao test toàn quốc ạ. Và ngay bên cạnh chiếc Hyundai Santa Fe thì có chiếc Toyota Venza, xe là bản 3.5 mm, sản xuất 2009, nhập khẩu nguyên chiếc, có màu nâu, biển thành phố, xe trang bị đầy đủ startup, màn hình điều hòa tự động, vô lăng tích hợp với điều chỉnh chức năng cùng rất nhiều tính năng khác. Xe bên showroom có cam kết không ngâm đục ngập nước, có hỗ trợ vay ngân hàng cho các bác có nhu cầu. Giá xe chỉ hơn 600 một chút thôi. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ cũng như báo giá xe tốt nhất. Xe đăng ký biển thành phố các bác nhé, nên về Hà Nội không mất 20 triệu tiền biển. Và ngay bên cạnh đây cũng là một chiếc Hyundai Santa Fe, xe là bản 2.4 máy xăng, đăng ký biển thành phố. Do chiếc xe mới về nên em chưa cập nhật báo giá các bác ngay được. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Sau đây em sẽ đi qua chi tiết để các bác có thể thấy được chiếc xe còn rất đẹp. Xe vừa mới về chưa dọn dẹp gì. Đây em đi qua tổng quan qua cho các bác tham quan qua chút về chiếc xe. Xe đăng ký biển Hà Nội nên ra khi về Hà Nội sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Và ngay bên cạnh chiếc Santa Fe thì đó là chiếc Kia K7, màu đen, nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe này bây giờ hiện có chiếc giá chỉ ngang một chiếc Morning thôi, khoảng hơn 500 một chút. Xe có trang bị ghế điện chỉnh điện 12 hướng, để lổ startup, cân bằng điện tử, cảm biến xung quanh xe, có chế độ tiết kiệm nhiên liệu Eco. Xe còn rất đẹp ạ, được sơn gần như nguyên bản, lốp còn rất dày. Các bạn tham quan qua. Các bạn quan tâm chiếc này có thể liên hệ ngay hotline để nhận được các tư vấn hỗ trợ cũng như các thủ tục sang tên tốt nhất. Vâng, sau đây em mời các bác cùng vào phía bên trong. Bên dưới đây đó là một chiếc Toyota Camry, xe là bản 3.5Q, đăng ký biển Hà Nội, sản xuất 2008, có trang bị đầy đủ startup, cảm biến cùng rất nhiều tính năng khác. Xe có cam kết không đâm đụng, không ngập nước, có hỗ trợ vay ngân. Xin lỗi các bác là xe này là xe sản xuất 2008 rồi, nên đã không thể hỗ trợ vay ngân hàng. Chiếc xe hiện đang giao bán khoảng hơn 450 triệu một chút. Để chính xác chi tiết thì các bác hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình. Nhận được các ưu đãi của cửa hàng dành cho khách hàng mua xe cũ. Và ngay bên cạnh đó là chiếc Honda City, đây là bản số sàn, đăng ký biển thành phố. Về thành phố thì sẽ không mất 20 triệu tiền biển. Các bác mà lái dịch vụ thì chiếc này khá hợp lý, giá chỉ hơn 400 một chút. Xe còn rất đẹp ạ, nước sơn còn như nguyên bản. Toàn bộ có, các bác có thể thấy qua được cái đường gân của xe còn rất đẹp và đều. Nó chỉ hơn 400 một chút thôi. Một sự toàn lượng cũng khá tốt cho các bác làm dịch vụ. Và ngay bên cạnh cũng là một chiếc Mercedes, nhưng mà chiếc này bên em mới về nên em cũng chưa cập nhật cho các bác ngay được. Xe đăng ký biển thành phố. Xe con này đời này là quá cổ rồi,
dành cho các bác yêu đam mê sự hoài cổ. Và ngay bên trong đây đó là chiếc Toyota Prado, xe sản xuất 2014, nhập khẩu nguyên chiếc. Xe là bản TXN 2.7. Giá chiếc xe hiện đang giao bán là 1.380.000.000, có thương lượng cho các bác. Xe có màu bạc, nội thất đen. Em mời các bác tham quan qua về ngoại thất của chiếc xe. Xe còn rất đẹp. Rồi ngay bên dưới đây thì bên em vẫn còn một chiếc Suzuki Swift đăng ký biển tỉnh và chiếc Nissan Terra đăng ký biển thành phố và chiếc Kia Morning đăng ký biển thành phố. Những chiếc xe này hiện bên em mới về nên em chưa cập nhật giá ngay cho các bác được. Các bác quan tâm thì hãy liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Và ngay bên cạnh đây có một chiếc Camry. Chiếc này bên em mới về thì em xem qua chút, nó là sản xuất năm nào. Vâng, xe sản xuất năm 2013. Em mời các bác tham quan qua về chiếc xe. Các bác quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ ngay online, do mới về nên em không thể báo giá ngay cho các bác được. Xe là bản 2.0e các bác nhé. Đăng ký về biển Hà Nội. Sẽ không mất 20 chiếc tiền biệt. Vừa rồi em đã cập nhật tới anh quý anh chị những các bác những mẫu xe đang bày bán tại showroom. Các bác quan tâm chiếc dòng xe nào có thể liên hệ ngay hotline trên màn hình để nhận được các tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Xe của showroom bán ra có cam kết không đâm đụng, không ngập nước, có hỗ trợ vay ngân hàng cho các bác có nhu cầu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong clip sắp tới.